Hello, xin chào tất cả mọi người. Trưa hôm nay là một buổi trưa cực kỳ nóng. Chay á, nó đang ngồi ở ngoài đó nó tắm. Thì Ngọc nói vào, mẹ cũng muốn xuống tắm với con. Nhưng mà hôm nay á, Ngọc sẽ dùng cái GoPro của Ngọc để Ngọc bơi xuống ở dưới nước á, để cho mọi người xem á, ở dưới cái mặt nước đó là có cái gì ở dưới. Cái đó cũng hay mà, để cô có thể gặp được cái chị cá nào đang bơi vòng vòng hay không. Bây giờ mời mọi người cùng theo dõi cái video clip đó nha. Sẽ làm món ăn mà bữa giờ Ngọc thèm lâu quá rồi, chưa có ăn gỏi cuốn tôm. Chứ bữa nay không có thịt, chỗ uống tôm thôi. Mới vừa đi Costco mua nguyên một cái dĩa tôm về, đang luộc bún, đang nấu nước sôi để chuẩn bị bỏ tôm vô luộc. Xong rồi sau đó Ngọc sẽ làm cái món nước sốt mà Ngọc hay làm, là cái nước sốt mà cái gì đó tương đậu phộng á. Thì mời mọi người cùng theo dõi cái video clip này nha. Đây các bạn coi cái dĩa tôm của Ngọc nè. Cái dĩa tôm này là cỡ khoảng 2.5 pounds, thì cái này là cỡ 1 kg á các bạn. 1 kg, hoặc là tại vì 1 pound 2 pound 2 pound 2 á là 1 kg, thì cái này là hơn 1 kg một chút xíu. Thì cái giá của nó là 600.000 cho một dĩa tôm như thế này. Bên đây á là bún Ngọc đang luộc lên nè. Đây là cái cách mà Ngọc làm cái nước sốt chấm của Ngọc. Đầu tiên Ngọc sẽ chế nước cốt dừa vô. Nước cốt dừa này là của Thái Lan các bạn. Bây giờ Ngọc sẽ cho tương ăn phở vào.
một miếng dầu mè, dầu hào, nước tương, bơ đậu phộng nè các bạn, một muỗng bơ đậu phộng vô. Quậy lên. Uống nước gì? Uống nước bông cành đúng không? Hả? Con ngồi đàng hoàng xuống. Con chào ông bà cô chú chưa? Nói. Cô chú ơi, xin chào ơi. Gì xin chào ơi? Xin chào ông bà cô chú. Nói đi. Tự nhiên cái xin chào ơi. Nói rồi cái đi con. Ơ dạ, biết rồi. Cái đi nó mày đâu thấy đâu? Biết rồi. À, nói chuyện về đàng hoàng nha. Đây hả? Ồ. Cái này rồi ông hút nó đâu? Đang nè. Anh đâu? Sao con biết ông hút để đâu? Mẹ đâu có thấy ông hút để đây đâu. Rồi lấy hút này nha. Yeah. Rồi lên lên ghế ngồi. Lên ghế ngồi. There we go. And now put some water in it. Please. Please. Con nói mẹ ơi, mẹ lấy cho con miếng nước. Miếng nước. Miếng nước. Mẹ nói cho cô chú ông bà nghe mẹ tên gì. Mẹ tên bà. Mẹ tên gì à? Bảy à? Mẹ tên gì? Sena. Rồi, 1, 2, 3, sẵn sàng chưa? Chào mẹ. Rồi, vô. Đầu tiên phải say chào trước đó. Chào chưa, nãy giờ chào chưa? Dạ mẹ. Ok, rồi. Đây là mọi người ơi, tan 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 tan. Rau của Ngọc xong, tôm của Ngọc xong, nước chấm xong, không có lắc đít. Bây giờ Ngọc sẽ cuốn bánh tráng. Đây là một cái ly nước nóng. Ly nước nóng này là trụng với cái này thấm. Mau hơn. Chan cơm ngon vậy. Ngon không? Dạ ngon mẹ. Ok, cái này khăn giấy của con nha. Ăn xong rồi chùi đây nha chưa. Con đang ăn cơm với gì con nói cho ông bà cô chú nghe chưa? Con ăn con with this. With this là gì? Nói cho cô chú nghe cái đó là cái gì? This. Con ăn cơm với trứng. Nói đi con. This is. Cơm với trứng. Cơm chứ. Đúng rồi. This is. Cái này là bây giờ cho thêm xà lách vô nè mọi người. Cho thêm mọi người ơi, con rất nhiều này. Hả? Con rất cần bị lá. Con muốn rồi. Không, cô chú không hiểu con đang nói gì hết đó. Con bị gì? I with Venus. Con thích ăn cái bún này. Ăn cái bún này. Rồi thôi đủ rồi đó. Nó thích ăn cái bún gạo không không này lắm nè cô chú nè. Đây bây giờ gấp tôm vô ha. Tôm mở vô. Tôm ăn vậy là Ngọc thấy là phải cắt ra làm đôi chứ còn để nguyên con ăn khó. Rồi cuốn vô. Cái tô chén này là chỉ có một mình Ngọc ăn thôi à. Nên là Ngọc sẽ chấm hết vô cái này luôn. Đây con mẹ ăn này đây. Nước sốt này, nước sốt peanut. Cái này, cái món này gọi là gỏi cuốn. Peanut. Đúng rồi, gỏi cuốn. Does it mix like? Cái này là tương tương đậu phộng. Peanut sauce. Peanut sauce. And it's tasty, right? Is it tasty? But it's really bad for me. Why? What? Because I'm a little kid. I'm a little kid when I eat that. Yes, I am. Ai cũng ăn được hết.
Mom, do you need a straw? Mom, do you need a straw? Bây giờ mình sẽ cuốn cho chay một cái cuốn ở trong đây nào. Chỉ có bánh tráng với bún thôi. What the? Thôi. Mom, get out of that. We pull the thing. Coi mẹ nè, đúng rồi, đây nè. Cuốn lên trên cái bánh tráng với bún nè. Đó, trang đi, con cảm ơn mẹ. Đó, gọi cuốn đó. Gọi cuốn của chay á. I can't eat it. Ăn đi. Chấm vô cái nước này nè. Chấm chút ăn thử coi. Đừng có bỏ cái giấy, bỏ cái giấy nó dính luôn. Chấm nha. No, I don't want to eat it. Không ăn hả? Không chắc hả? It's for you. Ôi trời ơi, không có mạo hiểm, không có chịu thử cái gì hết cô chú ơi. Cái này, cái món này công nhận làm nhanh gọn lẹ các bạn. Luộc bún, luộc tôm lên. Nước sốt này này làm quá nhanh rồi. Nên là rất là nhanh gọn lẹ. Rồi, dạ, đây đúng rồi. Không phải con ơi, con phải ke cắn, con phải kéo ra. Đây nè. Đó. Is it gummy? Đúng rồi, nó dẻo dẻo giống như là kẹo chung chung vậy á. Is it gummy? Is it gum? Ăn ở đây đi. No, not gum. Trời ơi, nó không chịu thử luôn cô chú. Not gum. Thôi, con dây này nó không có biết khám phá đồ ăn. Rồi, ở đây nè. Ủa sao nãy con ăn bún rồi giờ con không ăn? I just got one a little bit. Ok. Rồi. Mình có cái nó cái này. Ủa hả con? Nói với cô chú ông bà hôm qua đi bowling chơi vui không? Đi chơi bowling vui không? Cái chủ đề mà đi bộ á thì nói chung là cũng có người thích và có người không thích, thì nói chung là nhiều lúc khi mà mình làm video các bạn thì nếu mà mình làm hoài một cái gì đó thì nó cũng rất là nhàm chán. Ví dụ như lâu lâu á mình có chỗ này chỗ kia chỗ nọ làm cái này cái kia những cái thì nó đỡ nhàm chán hơn cho tất cả mọi người. Cái đũa này nè ồn quá, để em lấy đũa khác. That's why you can't buy that. Only that's why you can't find something. Đúng rồi. Con ăn hết cơm đi con. Còn cái chút nữa mẹ hai mẹ con mình đi ra mình tập cái trượt ván nữa nha. What's your bag? Hả? What's your bag? Trượt ván là skateboard. Skateboard. Hey, don't say that. I can't say skateboard? I love that. I almost eat all my food. Đúng rồi. Oh, đúng rồi. Giỏi quá. Giỏi quá. Chay là giỏi nhất luôn. Chay quá giỏi. Ba nói tiếng gì chay? Ooh. Ba nói tiếng gì con hiểu không chay? Hiểu không? Ba nói gì hiểu không? I love my family. Con nói đi, ba nói chuyện mắc cười quá. He said I love my family. Oh, trời ơi, ba nó nói là I love my family là có nghĩa là tôi yêu gia đình của tôi. Yeah, chứ nó nói có nên rồi cái nó quay lại nó nói với Ngọc đó là ba nói là ba yêu gia đình của ba. Your car today, right?
nước sốt này không? Là đối với Ngọc là nó dễ làm nhất luôn. Còn vài ngày nữa là Ngọc sẽ đi du lịch đó bà. Cũng yên tâm, ở nhà có người gần nhà lo lắng giùm công việc rồi. Now roll it across the floor and see what happens. Đưa lên đây ăn hết cái chén đó cho mẹ. Không có được nói là con ăn xong rồi, ăn lẹ lên. Con má mẹ ngồi đây mẹ ăn một mình mẹ buồn mẹ ốc luôn, nhưng mà giỡn đâu. Mới lên đây ngồi ăn chung với mẹ. Rồi, con làm cho cô chú nghe cái tên nó hợp bình tài ra. Làm đi. Cái đó dễ thương á, cái đó mẹ thấy dễ thương á. Here, Jade, you know what? You forgot to wear your glasses, dear. Oh, I want to make it. There you go. Baby. Hello, everybody. Xin chào các bạn. Baby, you want some? No. We actually ate on our way back from the second half of Woodward trip. Oh, con nãy ngoài ăn gì chơi? Right, and Jade got a Happy Meal, and for some reason they gave her like an old Star Wars toy Happy Meal from a movie that hasn't been in the store in a long time. Hai cha con nó ăn rồi cô. Ăn rồi rải ráng ăn thêm miếng nào hay miếng đó không? Vậy mà nó về nhà với tôi làm như nó đói dữ lắm mà nó nói mẹ con muốn ăn cơm với trứng. Ngồi xuống ăn thêm. Lại lên. Sit please, right here. Please eat, baby. Take care of your all, okay? Yeah. Okay, and then we're gonna switch the chair so you sit right where you're supposed to be sitting. I want to be like Eva. I want you to sit this good, and this is crab water. Huh? Ngọc không biết cái chương trình ở bên Việt Nam có hay không. Mỗi lần á mà đi ăn McDonald's á là thức ăn nhanh á, chỗ dành cho con nít á, thì trong cái phần thức ăn đó sẽ có một cái đồ chơi. Nó mới ăn xong nó được cái đồ chơi này nè cô chú. Ăn sao mà không được ăn quệt cái áo nha. Ăn không được. Ngon quá luôn á chị ơi. Can I have a stretcher? Hả? I know how to noodle with that. Nhưng mà mẹ đang ăn món gì? Hồi nãy mẹ dạy con, mẹ đang ăn món gì? Gỏi cuốn. Gỏi cuốn. Đúng rồi. Con lấy đồ đũa của con á. Cái gỏi cuốn này mà thật sự mà thiếu cái cần này nè. Thì là mất đi một cái hồn của cái món ăn này luôn á. Cái cần này nó làm cái đặc cái vị của cái món nó đậm đậm dễ sợ. Tại vì Ngọc sắp đi chơi rồi nên là Ngọc cũng có mua đồ ăn gì nhiều các bạn. Sẽ là nói chung là ăn lại mà ăn tiện tiếp nhiều hơn. Còn không thì mua về hả đồ để nhà để trong tủ lạnh ngăn đá này kia cũng hư Ngọc. Ngọc không biết Ngọc đã chia sẻ với các bạn chưa.
lúc mà Ngọc đi du lịch đó, thì cái chú mà hay làm nhà cửa cho Ngọc á, chú sẽ giữ chìa khóa nhà Ngọc, rồi chú sẽ tới sửa cái nhà tắm của Ngọc. Nên là sau cái chuyến du lịch đó, mọi người sẽ thấy cái nhà tắm của Ngọc rất là mới, muốn gấp phải không? Mới mới gọi là hoàn toàn luôn á các bạn, từ miếng giặt cho tới cái kiến, cho tới cái bồn tắm, cho tới cái toilet, cho tới cái cho tự nhiên đang ăn nó toilet bỏ hết đây ha, cười. Rồi cái nói chung là mới hết luôn hả chay ha. Hồi chờ chuẩn bị chay được ba phôi ra nhà mới của mình bơi ha. Đó là nói chung là mới cứng hết, thật sự là rất là háo hức cho tới cái ngày trở về. Anh bảo anh có nhắn tin cho Ngọc á, anh nói là 2 tuần sắp tới đây sẽ rất là căng thẳng hơn, hàng hóa đồ này kia cũng ship ở Việt Nam là cũng không được luôn, phải để coi siết chặt khoảng 2 tuần lễ nữa còn sao như thế nào. Wow, của 10 con mà sao cắt đúng rồi còn dư 3 lát đây ta. Chắc là nãy do có một con Ngọc ăn 2 lát á, chắc lẽ là một cuốn Ngọc ăn 2 lát, tính ăn hết cái cuốn này thôi, mà giờ lỡ còn có 3 con này chắc thôi bút hết cái cho hết luôn đi, chứ còn mà để làm chi trời. Lá cải xà lách ngon dễ sợ các bạn, không ăn 3 cuốn này chứ được cái ăn rau cũng được nhiều, chứ còn bình thường á mà nồi nói ăn hết cái đống rau xà lách này đâu ăn nổi. What time is it coming here? Hour. They're on their way now. I want to have the last one, okay? Okay. With the thick shrimp. Good. Hello, everybody. Yeah, chào mọi người. Anh muốn cái cuối cùng. Just one, though, not a double wrap, okay? Không, chơi trước one. Thôi, nó một miếng bánh tráng thôi nha, đừng có làm 2 miếng. Thôi. Thôi, nè. Ooh, that's so weird. Like we just went there today, and this is made in Vietnam from 2020. So odd. Oh, I love the peanut sauce. You want a cilantro? No, thank you. Nothing. Okay. Okay. Bạn thấy quạt bên đây dở không? You guys ready for this? Wow.
trong cái gỏi cuốn đó chồng một bánh thức ăn với cái gỏi cuốn tôm thịt này. Nè, còn cái này là đồ chơi con chay là chút nữa là thấy là đỡ đói đói là phải ăn thêm cái đồ giờ đồ này của nó là thấy không? Để Ngọc đi bắt miếng nước để Ngọc pha miếng trà. Pha với nước nóng ngâm nửa tiếng hồ rồi uống. À, rất là tốt. Very good, baby. Very excellent afternoon delight. Yeah, it's an excellent afternoon. Delight. Huh? Delight. The peanut sauce is really good, right? Yeah, peanut sauce is great. You homemade or? I make it. Everything I make it myself. Went to Costco and then came back. Okay. Perfect. Nhanh gọn lẹ, dọn dọn nó cũng lẹ nữa các bạn thấy không? Thôi thì xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip này. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này. Ai mà chưa coi cái video clip mà Ngọc đi bộ thì mọi người nhớ bấm vô xem thử để coi thêm những cái cảnh vật xung quanh của Mỹ như thế nào, rồi vòng vòng gần nhà của Ngọc như thế nào. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Bye bye. Bye bye. Thanks for watching.